Xin chào quý vị các bạn, tiếp nối series giới thiệu các linh kiện trên điện thoại Nokia Lumia 830 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn sẽ giới thiệu các bạn video giới thiệu về các phím nguồn, tắt bật nguồn âm lượng trên Nokia Lumia 830 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Và đây là cụm cáp tăng giảm âm lượng, cáp phím nguồn trên Nokia Lumia 830. Được gắn rất là khó chịu trên một cái xương như này. Đó. Khi mà thay thế hay sửa chữa cũng cực kỳ là đau đầu. Đó. Để tháo được cái phần phím nguồn này ra cũng là cả một vấn đề. Và khi tháo xong rồi thì lắp vào cũng lại là cả một vấn đề. Thì các cái phím nó cứ dính nhỏ xíu trên cái xương này. Đó, các bạn để ý cái phím này. Chúng ta phải lựa rất là khéo để cái phím này nó không bị nó sẽ không bị tuột ra. Đó. Xong lại còn phải để ý các cái chân connect này nữa. Ôi dồi ôi, lòng hoa lòng hoàng. Cá nhân mình thấy thì cái cách thiết kế cáp phím tắt bật nguồn âm lượng trên Nokia Lumia 830 là một cực hình đối với thợ sửa chữa, đối với anh em thợ thuyền sửa chữa. Đó. Được thằng này thì mất thằng kia, được thằng kia thì mất thằng này. Ui dồi, ức chế rất khó chịu trong quá trình thay cáp phím nguồn cho Nokia Lumia 830. Đó. Hiện tại Di động Cao cấp.vn đang có sẵn cáp phím nguồn tắt bật nguồn trên Nokia Lumia 830 thì mới bị bạn tại các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về cáp phím nguồn âm lượng trên Nokia Lumia 830, dịch vụ thay mới cáp phím nguồn âm lượng trên Nokia Lumia 830. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, quý vị các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.